Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 2 tháng 5, kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ, nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, ngày 2 và 3 tháng 5, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an đã thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Điện Biên Phủ không bao giờ quên. Tới sự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa nhân dân tối cao, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Điện Biên Phủ không bao giờ quên gồm hai phần. Phần 1 chiến thắng tái hiện lại không khí chiến thắng của quân và dân ta. Phần 2 hồi tưởng. Trong phần này thông qua các tác phẩm khí nhạc để truyền đi thông điệp về Điện Biên Phủ, biểu tượng của một đất nước Việt Nam độc lập, làm chủ vận mệnh của mình trên con đường hội nhập và phát triển cùng thế giới. Với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, ekip thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt này với mong muốn thông qua âm nhạc tái hiện lại hào khí chiến thắng và cả những hy sinh anh dũng của quân và dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Bằng ngôn ngữ thi ca và hình tượng âm nhạc cùng với diễn xuất của diễn viên, chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tái hiện đầy sống động và nghệ thuật trên sân khấu nhà hát Hồ Gươm về một Điện Biên Phủ không bao giờ quên. Chương trình sẽ được diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm. Hôm nay tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước Nga, Belarus, Azerbaijan và Kazakhstan đã tổ chức cuộc họp báo chung nhân kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít, ngày 9 tháng 5 năm 1945, ngày 9 tháng 5 năm 2024, cũng như gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Tại cuộc họp báo sáng mùng 2 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 79 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, 49 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepanovich Bezhesko nhấn mạnh sự tương đồng giữa cuộc chiến chống phát xít của Liên Xô cũng như cuộc chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những gian khổ và hy sinh to lớn đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng mình khỏi ách đô hộ, là tấm gương cho nhiều nước châu Á và châu Phi khác trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân. Ký ức về những thời kỳ gian khó ở Nga và Việt Nam có ý nghĩa rất thiêng liêng và hai nước cần đảm bảo rằng những hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên. Đại sứ Nga cũng gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của tình nguyện viên Việt Nam, những người đã chiến đấu cùng Hồng quân trong cuộc chiến ở Moscow và bày tỏ lịch sử quan hệ gắn bó chặt chẽ 74 năm qua sẽ giúp mối quan hệ song phương Việt Nam-Nga phát triển sát son và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai. Cũng trong buổi họp báo, đại sứ các nước Belarus, Azerbaijan và Kazakhstan gửi lời chúc mừng tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm ngày thống nhất đất nước. Thưa quý vị, theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, tỉnh đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Quảng Ninh thu hút gần 93.000 lượt khách quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Australia. Vịnh Hạ Long và thành phố Móng Cái tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong những ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, tình hình an ninh trật tự ổn định, an toàn thực phẩm được bảo đảm, để lại thiện cảm trong lòng du khách.
Năm 2024, tỉnh hướng tới mục tiêu thu hút trên 17 triệu lượt du khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Tỉnh đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, thực hiện xúc tiến, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch. Cũng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Hải Phòng đã đón hơn 620.000 lượt khách, trong đó có 18.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu trong 5 ngày ước đạt 520 tỷ đồng. Tất cả các bãi tắm truyền thống và nhân tạo đều rất đông khách. Các địa phương đã kịp thời đưa vào nhiều hoạt động du lịch cao cấp mới như khách sạn 5 sao, công viên nước thủy tinh, công viên ánh sáng. Sự năng động trong hoạt động du lịch của Cát Bà và Đồ Sơn vào thời điểm đầu mùa du lịch thực sự là điểm nhấn, đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển du lịch của thành phố. Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, Đắk Lắk đã đón khoảng 125.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó có 123.500 lượt khách nội địa và hơn 1.500 lượt khách quốc tế. Trong tổng số hơn 125.000 lượt khách tới Đắk Lắk trong những ngày nghỉ lễ, có khoảng 57.500 lượt khách lưu trú. Đặc biệt, tỷ lệ khách lưu trú là người nước ngoài tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch của Đắk Lắk dịp này đạt khoảng 62,5 tỷ đồng. Thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã lựa chọn các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vốn là những thế mạnh của ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk. Địa phương cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và các chương trình nghệ thuật để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp để xử lý nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vi phạm liên quan đến xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tuyến cố định. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ và chia sẻ cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình được kỳ vọng là giải pháp để góp phần tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình vận tải. Cùng tìm hiểu của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Bất kỳ ai khi có nhu cầu di chuyển theo một lộ trình cố định, chỉ cần vào mạng là có thể tìm thấy hàng loạt nhà xe, giá cả được niêm yết công khai. Điều này là vi phạm quy định bởi xe hợp đồng không được phép bán vé đơn lẻ cho hành khách. Thế nhưng dù cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông thường xuyên tăng cường kiểm tra, nhưng để xử lý vi phạm cũng không đơn giản. Mặc dù biết là nhà xe có sử dụng hoạt động trá hình, nhưng bắt buộc chúng tôi phải ghi hình được các cái hoạt động đón trả khách tại những nơi không quy định trên hợp đồng hoặc tại những nơi cấm dừng cấm đỗ, thì lúc đó mới có thể xử lý được cái hành vi sử dụng xe trá hình hoạt động vận chuyển hành khách. Trước thực tế đó, cảnh sát giao thông đã tổ chức đội hóa trang tuần lưu trên các tuyến đường sử dụng thiết bị để ghi hình làm căn cứ xử phạt. Thế nhưng sau một thời gian triển khai, các nhà xe đã tìm ra cách để trốn tránh. Hoạt động đón trả khách chỉ diễn ra tại các tuyến đường nhỏ hoặc trong các đô thị, những địa bàn ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát giao thông hay thanh tra giao thông. Hiện tại hệ thống thu phí iPad tự động, hệ thống quản lý GPS chúng ta bây giờ đang làm rất tốt cái hoạt động của lộ trình của phương tiện. Rất là rõ ràng, minh bạch và công khai. Khi chúng ta sử dụng thì cái việc mà nói thất thoát thuế và trốn thuế đối với các loại hình kinh doanh vận tải hành khách, chúng ta sẽ triệt tiêu được hoàn toàn phần đó. Hiện việc chia sẻ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để tính thuế đã được triển khai. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã xây dựng quy chế phối hợp, trong đó quy trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của địa phương khi để xảy ra tình trạng xe hợp đồng đón trả khách sai quy định trên địa bàn. Những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý hoạt động của loại hình xe hợp đồng, từ đó góp phần giải quyết tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tồn tại từ lâu nay. Thưa quý vị, chiều nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức gặp gỡ tuyên truyền vận động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và các đơn vị phối hợp đã tuyên truyền cho hơn 150 ngư dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên và các doanh nghiệp thu mua hải sản trên địa bàn các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đây là nỗ lực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi để góp phần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp. Cũng trong dịp này, Vùng Cảnh sát Biển 2 đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng hàng trăm lá cờ Tổ quốc và nhiều tài liệu tuyên truyền cho các ngư dân. Thưa quý vị, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cơ bản được bảo đảm. Tại các tuyến cao tốc không ghi nhận tình hình giao thông phức tạp hay ùn tắc kéo dài. Và để có được kết quả này, phải kể đến sự đóng góp của lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực 100% quân số phân luồng điều tiết, giúp đỡ người dân
ngay kể cả khi thời tiết cao điểm nắng nóng. Những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc trong những ngày vừa qua đã tạo được sự ấn tượng trong lòng nhân dân. 5 ngày nghỉ lễ, ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn hướng dẫn phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông luôn sẵn sàng ứng trực giúp đỡ người dân trên đường đi nghỉ lễ trong nhiều tình huống. Thông qua tổng đài tiếp nhận thông tin, người dân phản ánh về tình hình tai nạn giao thông, sự cố trên các tuyến cao tốc. Các đơn vị của Cục Cảnh sát Giao thông kịp thời nắm bắt và có mặt để hỗ trợ nhân dân. Chúng tôi đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ về cái quyết tâm về thực hiện tốt cái nhiệm vụ cái lãnh đạo bộ giao cho, với mục tiêu là đảm bảo cho an toàn cho nhân dân đi lại được an toàn. Mặc dù thời tiết những cái ngày lễ có những hôm với nhiệt độ rất là nắng nóng, chúng tôi cũng quyết tâm đôn đốc anh em cũng như động viên anh em thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, không bỏ trống địa bàn, kịp thời giúp đỡ những người tham gia giao thông khi mà gặp sự cố trên đường cao tốc, giải quyết các vụ việc tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến. Tại các cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bố trí cán bộ chiến sĩ tổ chức phát nước suối miễn phí, hỗ trợ bà con tại các điểm dừng đèn đỏ. Thì đội cũng chủ động để phát nước cho người dân đi lại để tạo kiện cho sức khỏe tốt nhất cho người dân. Các hành động đẹp thiết thực giúp đỡ hỗ trợ nhân dân trong những ngày nghỉ lễ đã thể hiện tinh thần đâu cần cảnh sát giao thông có, đâu khó có cảnh sát giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn không chỉ trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, mà cả những ngày thường, nếu người dân gặp sự cố cần được hỗ trợ, có thể liên hệ đường dây nóng của Tổng đài tiếp nhận tin tức giao thông 1900 8099 để được giúp đỡ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.